Chào quý vị rất thân mến, ngày hôm nay Diễm Liên muốn quay một cái đoạn video clip này để tự mình trải nghiệm sản phẩm của Nu Skin. Mà quý vị phải nhớ là Diễm Liên không hề phải là một nhà phân phối của Nu Skin hay là đại diện của Nu Skin. Nhưng mà tại sao Nu Skin? Mấy tháng trước Diễm Liên thật sự có được mời hát cho một cái đại hội rất lớn của Nu Skin ở Utah. Thì Diễm Liên thấy là rất nhiều bạn trẻ đã ủng hộ Nu Skin một cách rất là mạnh mẽ và rất là thành công. Thì Diễm Liên nghĩ là why not? Diễm Liên cũng muốn trải nghiệm giống như các bạn đó vậy. Thì rất là may mắn, kính thưa quý vị, Nu Skin gửi cho Diễm Liên một cái sản phẩm rất mới, chưa có ngoài thị trường. Đây là sản phẩm có tên là Ageless Youth. Theo như cái direction nói là nếu mà dùng cái sản phẩm này thì quý vị sẽ gọi là chống lão hóa. Thì nhưng mà trước khi mà mình thử cái thuốc này á thì quý vị cũng phải biết là hiện giờ cái sức khỏe của quý vị nó như thế nào. Thì kính thưa quý vị, đây là cái máy này là độc quyền cho Nu Skin, còn gọi là máy đo nồng độ chống oxy hóa. Thì Diễm Liên đã vừa được đo xong thì nó hiện ra con số là 35.000. Thì theo như cái máy này nó nói thì là nó nôm na là ví dụ như sức khỏe ở hạng A, hạng B, hạng C, thì hiện giờ cái Diễm vừa đo xong thì cái sức khỏe của Diễm hiện giờ chỉ là ở hạng C thôi, nhưng mà Diễm Liên thật sự là muốn hạng A kìa. Hôm nay kính thưa quý vị, Diễm Liên sẽ trải nghiệm sản phẩm này, và hai tuần nữa Diễm Liên sẽ quay một đoạn video clip khác để chia sẻ với quý vị về cái cảm nhận của mình trong cái cơ thể của mình, cái sự khác biệt gì hay không. Và cũng như là Diễm Liên cũng muốn đo lại cái nồng độ chống oxy hóa coi thử nó có sự khác biệt gì hay không. So, hope it's work. So, let's do it. Hơi to, but I drink it. I see you in 2 weeks. 2 weeks. Chào quý vị rất thân mến. Ngày hôm nay Diễm Liên muốn quay một cái đoạn video clip này để tự mình trải nghiệm sản phẩm của Nu Skin. Mà quý vị phải nhớ là Diễm Liên không hề phải là một nhà phân phối của Nu Skin hay là đại diện của Nu Skin. Nhưng mà tại sao Nu Skin? Mấy tháng trước Diễm Liên thật sự có được mời hát cho một cái đại hội rất lớn của Nu Skin ở Utah. Thì Diễm Liên thấy là rất nhiều bạn trẻ đã ủng hộ Nu Skin một cách rất là mạnh mẽ và rất là thành công. Thì Diễm Liên nghĩ là why not? Diễm Liên cũng muốn trải nghiệm giống như các bạn đó vậy. Thì rất là may mắn, kính thưa quý vị, Nu Skin gửi cho Diễm Liên một cái sản phẩm rất mới, chưa có ngoài thị trường. Đây là sản phẩm có tên là Ageless Youth. Theo như cái direction nói là nếu mà dùng cái sản phẩm này thì quý vị sẽ gọi là chống lão hóa. Thì nhưng mà trước khi mà mình thử cái thuốc này á thì quý vị cũng phải biết là hiện giờ cái sức khỏe của quý vị nó như thế nào. Thì kính thưa quý vị, đây là cái máy này là độc quyền cho Nu Skin, còn gọi là máy đo nồng độ chống oxy hóa. Thì Diễm Liên đã vừa được đo xong thì nó hiện ra con số là 35.000. Thì theo như cái máy này nó nói thì là nó nôm na là ví dụ như sức khỏe ở hạng A, hạng B, hạng C, thì hiện giờ cái Diễm vừa đo xong thì cái sức khỏe của Diễm hiện giờ chỉ là ở hạng C thôi, nhưng mà Diễm Liên thật sự là muốn hạng A kìa. Hôm nay kính thưa quý vị, Diễm Liên sẽ trải nghiệm sản phẩm này, và hai tuần nữa Diễm Liên sẽ quay một đoạn video clip khác để chia sẻ với quý vị về cái cảm nhận của mình trong cái cơ thể của mình, cái sự khác biệt gì hay không. Và cũng như là Diễm Liên cũng muốn đo lại cái nồng độ chống oxy hóa coi thử nó có sự khác biệt gì hay không. So, hope it's work. So, let's do it. Hơi to, but I drink it. I see you in 2 weeks. 2 weeks.